dân cộng sản Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi sẽ phản biện lại những cái luận điệu chống phá đất nước, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các thế lực thù địch, các thế lực phản cách mạng ở trong nước cũng như hải ngoại. Với nhiều cái chiêu thức, nhiều chiêu bài mới. Đầu tiên Dương Vi sẽ nói về Tân Thái với Benny Trương. Hai cái kẻ này lại tiếp tục mở các diễn đàn lợi dụng cái việc tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đem cái vụ án của Lê Đình Kình ấy ra xét xử, cái vụ việc ở Đồng Tâm á, ra xét xử, bọn chúng lại tiếp tục kích động người dân, những người dân ngoan này, những kẻ mà ủng hộ cái nhóm Lê Đình Kình ngày trước ấy, đứng lên lại tiếp tục chống phá nhà nước, chống phá đảng, chống phá chính quyền địa phương. Đó là một. Cái thứ hai, bọn chúng kêu gọi mọi người, người dân á, trong cái vụ việc xử cái nhóm 21 người này này, thì kêu gọi mọi người xuống đường tiếp tục biểu tình. Thật là khôi hài và bố láo. Bọn chúng là gì? Chỉ là những kẻ lưu vong ở hải ngoại, những kẻ chống phá đất nước, chả là gì cả. Dương Vi không nói đến cái nghề nghiệp của bọn chúng. Bọn chúng chỉ là những Facebooker thù hằn với chế độ, lên livestream, live YouTube để chống phá nhà nước, chống phá chính quyền, vì hận thù với chế độ đảng cộng sản. Cái đấy là cái mục đích của bọn chúng. Nên tối ngày bọn chúng làm livestream chửi bới, tố các vị lãnh đạo đảng, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến Chủ tịch Quốc hội, đến Thủ tướng, đến Bộ trưởng Bộ Công an. Hai kẻ này đã được An ninh TV đưa lên gạch chéo ở trên An ninh TV cảnh báo người dân rồi. Cộng vào đó thêm những kẻ đã từng bị bắt như Nguyễn Năng Tính các thứ, đều được đưa lên chương trình An ninh TV. Đấy, sau nhiều kênh khác của Đài Truyền hình Việt Nam, những kênh chính thống cảnh báo về những cái thành phần này, nhưng ở trong nước còn rất là nhiều thành phần khác tham gia ở việc livestream, làm khách mời lên đó để xuyên tạc về tình hình đất nước, ủng hộ bọn chúng những cái gì mà bọn chúng đang làm, chúng đang kêu gọi, cái âm mưu, cái thủ đoạn bọn chúng đang thực hiện bây giờ. Đối với những kẻ ở trong nước này này, chả biết bọn chúng là ai cả, chỉ có thấy bọn chúng nói xuyên tạc về đất nước, chống phá đảng nhà nước, là cấp nhà đấu tranh dân chủ quậy đần độn trong nước này, này ủng hộ bọn chúng. Như vậy là thế nào? Những thành phần này này là những thành phần đần độn nhất trong những thành phần đần độn, như tên Nguyễn Linh, quê ở An Giang, đã từng bị cơ quan an ninh tỉnh An Giang triệu tập, xong chạy lên khu vực Đồng Nai làm xe ôm sinh sống qua ngày ở đó, nhưng mà rút cuộc vẫn không rút được kinh nghiệm, vẫn tiếp tục tham gia những cái livestream, tiếp tục chia sẻ, đăng tải những cái bài viết chống phá đảng, chống phá nhà nước ở tại Đồng Nai. Đấy là tên Nguyễn Linh nhá. Mà cái tên đấy, tôi không muốn nói sâu về cái quá khứ của hắn, nhưng bắt buộc hôm nay tôi phải nói. Hắn ta bố theo Ngụy, mẹ trước kia là từng là người giao liên cho cách mạng, nhưng về sau đều theo Ngụy. Hắn là một tên Ngụy, con của Ngụy, bố là Ngụy, bố là thiếu úy Ngụy. Đối với Nguyễn Linh này này, mà được Tổng thống tự xưng Đào Minh Quân phong cho làm trung tướng tỉnh trưởng tỉnh An Giang. Bây giờ tham gia vào diễn đàn nào có mặt của hắn, xuyên tạc chống phá nhà nước, nói về cái chế độ chính sách của đảng, của chính phủ, học tập tên Trương Quốc Huy với cái tên Dũng Dâu á, lợi dụng những tờ báo đảng nhà nước, những tờ báo chính thống ấy, viết những bài viết sắc bén đó, các vị ấy, xuyên tạc, bóp méo cái bài báo đó đi.
Còn nhiều tên khác nữa Dương Vi không tiện nhắc lên tên ra, nhưng mà đối với Nguyễn Linh Dương Vi phải nói, bởi vì cái kẻ này không thay đổi được cái ý định lật đổ Đảng Cộng sản, mà người ở trong nước bây giờ hít thở không khí của chế độ cộng sản, ăn cơm cộng sản, đi trên con đường cộng sản của nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà hắn còn đòi lật đổ Đảng Cộng sản là sao? Hà Nguyễn Linh. Còn đối với như đám Tân Thái, Ben Như Trương hay là Trương Quốc Huy các thứ, bọn này ấy, là bọn lưu vong mang quốc tịch nước khác, chỉ nói được tiếng nói Việt Nam thôi, mang tiếng là người Việt, người gốc Việt, nhưng thực chất bọn chúng đã mang quốc tịch nước khác rồi, thì bọn chúng có quyền hành thì không có điều kiện gì để nói về đất nước Việt Nam là một. Cái thứ hai, bọn chúng muốn lật đổ được Đảng Cộng sản, bọn chúng phải làm cái gì? Như giáo sư Ngô Bảo Châu ấy, chỉ cần xuyên tạc thôi, cả đất nước người ta lên án luôn. Còn bọn này ấy, nói về nghề nghiệp thì Dương Vi lại xúc phạm đến nhiều người khác, cùng làm mỗi người một cái nghề thôi, nhưng bọn này chỉ là những cái thằng cắt cỏ, thằng rửa bát, thằng làm neo. Còn tệ hơn nữa, những thằng ăn trợ cấp xã hội, ăn welfare, không có việc gì tối ngày lên live stream đòi lật đổ Đảng Cộng sản. Các ông muốn lật đổ Đảng Cộng sản ấy, thì các ông, các bà ở bên hải ngoại ấy, hãy học hành thật giỏi vào, nghiên cứu thành giáo sư, tiến sĩ đi. Chỉ có ăn trợ cấp thất nghiệp cũng đòi lật đổ Đảng Cộng sản, trình độ không có, học thức không. Cái văn hóa người Việt không hiểu biết rõ thì các ông lật đổ kiểu gì? Chỉ một đám xuyên tạc, một đám đần độn để lôi kéo kích động những người dân Việt Nam, người ta nhẹ dạ cả tin vào sống ở bên nước ngoài, không làm vẫn có ăn, chỉ ăn trợ cấp, ăn welfare, chẳng khác như Việt Nam trợ cấp cho người nghèo về cuối năm ấy, là tiền Tết, gạo Tết cho người nghèo ấy. Chỉ có vậy thôi, chẳng qua các ông không sản xuất ra được lúa gạo thì các ông phải nhờ những đồng tiền đó để đi mua thực phẩm. Còn đối với nhân dân Việt Nam, chúng tôi tự cung, tự cấp, tự sản xuất ra được. Còn nói về cái vấn đề mà bảo là bây giờ dịch Covid, cả thế giới người ta phong tỏa, ngăn cản, không đi lại được, công nhân mất công ăn việc làm, tôi đồng ý sẽ mất, giảm thiểu công ăn việc làm của công nhân đi. Nhưng những công nhân ở quê từng có đồng ruộng, có vườn cây, vườn trái, từ công ty trở về quê tiếp tục làm đồng ruộng, sản xuất trái cây, hoa quả, sản xuất nông nghiệp. Cái điều đó vẫn không để cho Việt Nam sụp đổ và chết đói được. Tại vì sao? Dương Vi khẳng định trong vòng từ đây đến hết năm 2020 này, bước sang quý 1 vào đầu quý 2 2021, người dân ở nhiều nước trên thế giới sẽ chết đói vì thiếu lương thực, thực phẩm. Cái nhu cầu của nhiều nước lúc đó sẽ lớn lên, người ta sẽ sản xuất, những người nông dân ấy trở về quê sản xuất được lúa gạo, sản xuất được hoa quả, trái cây, nói chung là sản xuất nông nghiệp ấy được, sẽ xuất khẩu ra được. Còn những cái hàng công nghệ cao các thứ tạm thời chưa tính đến, giải quyết cái ăn trước đã. Bây giờ thế giới đang thiếu ăn thì mình tội gì phải làm những cái khác. Tùng Lê ở bên Pháp thì biết rồi đấy, là một nhà đấu tranh dân chủ cuội này, biết rồi đấy. Tất cả các nước trên thế giới bây giờ, những nước là nước đại công nghiệp, không có lương thực, thực phẩm, phải nhập khẩu lương thực, thực phẩm. Người dân mang tiếng là cái thu nhập cao, GDP rất là cao, nhưng không có lương thực, thực phẩm, có sống nổi không? Có tiền, có ăn được tiền không?
phải nhờ vào lương thực thực phẩm. Mà đất đai ở Việt Nam có nhiều, màu mỡ vì nhiều. Những người đang thất nghiệp ở công ty doanh nghiệp, tạm thời chưa có công ăn việc làm, về quê sản xuất trong vòng 2-3 tháng, 5-7 tháng, khi nào các công ty doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì các vị lại quay lại công ty làm việc tiếp, không vấn đề gì cả. Trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 2021, riêng nhu cầu lương thực thực phẩm ở nhiều nước trên thế giới sẽ rất cần, mà Việt Nam là nước sản xuất lúa gạo đứng đầu thế giới, mọi người nên nhớ rằng thế. Mà thanh niên ở dưới khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Bắc Bộ, nhiều người đã bỏ quê, bỏ đồng ruộng, bỏ vườn tược để lên thành phố, vào các công ty để làm công nhân. Trong cái thời gian công nhân không có công ăn việc làm này, về quê vẫn tiếp tục sản xuất được, chả sao à? Nhá, đám dân chủ cuội đần độn ở hải ngoại nghe cái điều này cho rõ nhá. Nhất là Tân Thái với Benny Trương này. Còn thêm nữa, các ông các bà live stream nói rằng cái thủy điện của Trung Quốc ấy, đập Tam Hiệp mà vỡ thì người dân Việt Nam cũng sẽ bị ngập lụt. Tôi xin thưa với các ông các bà rằng các ông các bà xuyên tạc thì cũng phải nghiên cứu về địa lý địa hình và dòng sông đó nó bắt nguồn từ đâu và nó sẽ chảy về đâu. Nếu mà nó ngập lụt nó sao qua được biên giới, cái địa hình cao của những cái tỉnh phía Bắc. Các ông đần độn cũng đần độn vừa thôi, xuyên tạc cũng xuyên tạc một vừa hai phải thôi, phản động đúng là phản động. Đối với những kẻ phản động không có gì khác hơn được chiếu chửi. Còn những kẻ ở trong nước tuyên truyền vận động không nghe, cố tình vi phạm pháp luật, đề nghị cơ quan an ninh, cơ quan công an xử lý một cách thấu đáo, chính đáng, kịp thời, theo đúng khung, đúng tội, đúng pháp luật. Cái đập Tam Hiệp mà vỡ người dân Việt Nam chết, tôi xin thưa rằng có 10 cái đập Tam Hiệp vỡ nữa, nhân dân Việt Nam chưa chết được nha. Rốt nát cũng vừa rồi. Vâng, Dương Vy xin kính chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Chào luôn cả Tùng Lê, nhà đấu tranh dân chủ cuội. Gọi luôn cả Daniel Modern mà đây. Daniel hôm trước ở chơi nhà Tùng Lê á, làm luôn một mẻ. Đối với tên Daniel ấy, là một kẻ tay sai của thằng Việt Tân ở bên Pháp, về Việt Nam đòi dân chủ nhân quyền, đòi an sinh xã hội trong cái đợt biểu tình 2018 này. Cũng là một thành phần đấu tranh dân chủ cuội, một thành phần phản động, phản cách mạng. Lên các diễn đàn này nói hay ho lắm, nhưng thực tế các ông có làm được cái gì cho đất nước chưa? Live stream thì trốn chui trốn lủi, lúc thì ở nhà vệ sinh, lúc thì ở phòng này phòng kia, ở trong cái nhà trọ á. Các ông nếu mà đấu tranh đoàn hoàng, đường đường chính chính, đứng ra vỗ ngực xưng tên, tôi là Daniel Modern đây, Việt Kiều Pháp ơi, tôi đấu tranh dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Nếu mà đấu tranh đúng như thế này, đứng ra vỗ ngực ai chả ủng hộ. Nhưng mà cái này các ông nói một thôi một hồi, quay đi quẩn quanh đi quẩn lại ấy, chỉ xoay quanh vấn đề là đòi thay đổi chế độ, đòi lật đổ Đảng Cộng sản và yêu cầu đa nguyên đa đảng, chỉ có vậy thôi. Đối với cái việc mà các ông bảo là Việt Nam sẽ bị toang theo các nước khác,
nói chung và cả hệ thống chính trị, cả hệ thống tài chính Việt Nam sụp đổ. Dương Vy xin thưa rằng thế giới có chết thêm nhiều người nữa, đất nước Việt Nam chả ảnh hưởng gì, cũng chả sụp đổ được gì. Cùng lắm Việt Nam sẽ thắt lưng buộc bụng chịu khó đương đầu với đại khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu này thôi. Cái đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân, nhân dân, những nhà lao động, những doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài. Còn đối với những người nông dân, người ta sản xuất ra được hàng hóa tự cung tự cấp cho địa phương, tự cung tự cấp cho gia đình, thì những người đó còn lâu mới chết. Còn đối với cái đám ăn welfare ở hải ngoại kia, tôi tin rằng á, trong khoảng thời gian tới thôi, không còn lương thực thực phẩm thì sẽ chết đói. Tiền chỉ có thể nhìn, trứng không có đốt để luộc nha. Bây giờ nói về cái chết, chết dịch bệnh Covid là một, chết vì biểu tình súng đạn tứ tung là hai, chết vì đói là ba. Đó là ba cái chết nó xảy ra thường xuyên hàng ngày ở trên khắp thế giới. Nhưng đối với Việt Nam, cái trường hợp đấy chưa xảy ra. Như nước Mỹ, các vị bảo là nước Mỹ ưu việt, nước Mỹ là một nước văn minh lịch sự, ngay cả nước Pháp cũng thế thôi, hay là một số nước ở châu Âu cũng vậy. Vậy những nước tư bản hàng đầu ở châu Âu ấy, biểu tình biểu tọt gây ra bạo loạn tệ hơn ở đế quốc Mỹ này này. Riêng rạng sáng hôm nay á, tôi vào xem nhiều cái livestream của bên nước ngoài, của bên Mỹ á, livestream những người ta cầm súng cầm đạn đi biểu tình kéo dài hàng cây số, nói là xuống đường biểu tình bằng súng đạn mà ôn hòa thì tôi không bao giờ tin. Chỉ cần đụng độ với cảnh sát hay quân đội sẽ có bắn nhau, dần dần từ bang này lan sang bang nọ, từ các tiểu bang này nó theo trào lưu, từ tiểu bang này lấn sang bang kia, và dần dần cái phong trào này sẽ lan ra các nước khác ở châu Mỹ, cụ thể như là Brazil. Đấy. Còn nhiều nước ở châu Âu cũng sẽ theo Mỹ. Mỹ gọi thì các nước châu Âu trả lời. Cái đấy là cái quy tắc, cái quy luật muôn thuở rồi, từ cổ chí kim đến giờ rồi. Các vị nên nhớ một điều rằng là riêng nước Mỹ bảo an toàn thì không có nơi nào an toàn cả, ngay cả tại Nhà Trắng phủ Tổng thống Mỹ thôi cũng không an toàn rồi. Vệ binh quốc gia giờ tăng gấp 3 lần tuần tra ngày đêm, hệ thống giám sát các thứ dày đặc. An toàn cái gì? Người dân có được sung sướng không? Có được thoải mái tự do đi lại không? Mà nói đến sự văn minh của nước Mỹ, đám sinh viên kia hôm trước làm sao? Tổ chức nhậu nhẹt, vui chơi, xem ai mắc bệnh Covid trước. Cái đó là cái gì? Cái văn minh à? Các vị xúi giục người dân xuống biểu tình ôn hòa như kiểu nước Mỹ, dần dần xảy ra bạo loạn.